Tử vi vui 12 con giáp hôm nay, ngày 28 tháng 9. Tuổi Hợi có quý nhân giúp đỡ nên đường công danh, tài lộc vụt sáng. Tuổi Dậu liều lĩnh tiêu tiền, áp lực kinh tế lớn. Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022. Tuổi Tý. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý vận thế khá tốt, mọi chuyện thuận lợi hơn bạn tưởng. Tình duyên. Hôm nay bạn có thể chủ động dù người mình thích đi chơi chung, đừng lúc nào cũng ở nhà, sẽ khó nâng cao tình cảm của nhau. Công việc. Bạn sẽ có vận thế tốt trong sự nghiệp, có thể sử dụng nền tảng của công ty để không ngừng tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình, trở thành chuyên gia trong ngành để sau này phát triển tốt hơn. Tài lộc. Bạn tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, công việc làm ăn hợp tác đang đi đúng hướng. Sức khỏe ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuổi Sửu. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu vận thế bình thường nên quan sát nhiều hơn, đừng vác đá đập chân mình. Tình duyên. Khi nóng giận đừng nổ ra chiến tranh lạnh, có thể ngồi lại bàn bạc với người yêu. Chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến mối quan hệ thêm đóng băng mà thôi. Công việc. Ở nơi làm việc phải giỏi đọc cảm, hiểu rõ lời ăn tiếng nói của người lãnh đạo, đặc biệt là phải nắm được tâm tư của người lãnh đạo. Tài lộc. Vận may tài chính hôm nay thể hiện ở những công việc làm thêm. Nếu tìm được một công việc bán thời gian ưng ý, ngoài việc kiếm tiền từ chính công việc của mình, bạn còn có thể thu được rất nhiều tiền từ việc làm thêm. Sức khỏe khá tốt, thân tâm thoải mái, không gì đáng ngại. Tuổi Dần. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần vận thế khá ổn định, chỉ cần cảnh giác hơn là được. Tình duyên. Cùng người yêu làm việc nhà, cùng nhau đi mua sắm, giao tiếp nhiều với nhau và rất hài lòng với mối quan hệ này. Công việc. Bạn sẽ có được trạng thái làm việc tốt trong sự nghiệp, có thể xác định được khủng hoảng kịp thời, sử dụng khả năng của mình để cứu bản thân khỏi nguy hiểm, giúp công ty giảm bớt tổn thất nhất định, được lãnh đạo khen ngợi. Tài lộc. Dễ gặp phải gian lận viễn thông, đừng quá tin người mà phải thận trọng khi liên quan đến tiền bạc, sức khỏe có chút hư hao, đau đầu, sụp mũi. Tuổi Mão. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão vận thế bình thường, đừng quá ích kỷ, kẻo lúc hối không kịp. Tình duyên. Đừng chỉ chăm chăm vào tình cảm của bản thân, không để ý đến người yêu, cẩn thận có kẻ thứ ba chen chân vào, lúc đó khóc lóc cũng muộn. Công việc. Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối bình thường, đừng nói xấu người khác sau lưng, nếu không cả công ty sẽ sớm biết tính bạn không tốt, phải biết giữ khoảng cách. Tài lộc. Không biết quản lý tiền bạc, luôn tiêu tiền bừa bãi, có quý nhân chỉ dẫn cũng hao phí. Sức khỏe bình thường, chú ý uống nhiều nước hơn, thời tiết hanh hao. Tuổi Thìn. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thìn vận thế bình thường, đừng nghĩ quá nhiều kẻo tinh thần bất ổn. Tình duyên. Hôm nay bản thân hơi sa sút, ít nhẫn nhịn với người yêu, dễ xảy ra tranh cãi và khiến người yêu rất đau lòng. Công việc. Quá bảo thủ không tốt, cần có tinh thần thử thách và không ngừng khai thác tiềm năng của mình. Tài lộc. Tìm được nhiều nguồn lợi, có thể kéo đơn hàng thành công nên hoa hồng rất cao, thu nhập tăng lên rất nhiều. Sức khỏe khá ổn, vận động hợp lý, tốt cho xương khớp. Tuổi Tỵ. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ vận thế đi xuống, làm gì cũng phải trọng chữ tín, biết kiên nhẫn. Tình duyên. Tránh biến mình trở thành người cuồng chiếm hữu, nếu không người yêu của bạn sẽ cảm thấy chán nản trong mối quan hệ này và sẽ muốn chia tay. Công việc. Sự nghiệp không tốt, nếu mắc sai lầm thì bạn phải tự mình gánh chịu, đừng lúc nào cũng mong đồng nghiệp hay lãnh đạo giúp đỡ, không ai có nghĩa vụ phải giúp bạn. Tài lộc. Hợp tác với bạn bè tương đối suôn sẻ, bạn có thể cân nhắc làm mọi việc lớn hơn, tin rằng bạn sẽ sớm kiếm được nhiều tiền hơn. Sức khỏe sụt giảm, giảm cân trong thời gian dài không tốt chút nào. Tuổi Ngọ. Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ vận thế bình thường, chuyện công việc phải suy nghĩ kỹ, đừng hấp tấp. Tình duyên. Đừng lúc nào cũng nghe những lời người yêu nói, đôi khi hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn để không bị tổn thương. Công việc. Đừng vừa nghĩ đến chuyện từ trước ngay, tốt hơn hết hãy tìm một công việc tốt trước đã, như vậy sẽ an tâm hơn, nếu không sau này có thể khó tìm được việc làm. Tài lộc. Tài lộc hôm nay thể hiện ở việc đầu tư, tầm nhìn đầu tư tốt, tiền đầu tư sớm sẽ nhân đôi, tiền về tay ngày càng nhiều. Sức khỏe khá tốt, sức khỏe được đảm bảo. Tuổi Mùi. Tình duyên, bạn có thể tạo ra một số bất ngờ cho người yêu, hai người dễ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau. Nếu có bất ngờ thì mối quan hệ sẽ nóng lên rất nhiều. Công việc, bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, không ngừng trau dồi kỹ năng, có sức cạnh tranh mạnh mẽ ở nơi làm việc, được lãnh đạo để ý, sớm có cơ hội thăng tiến. Tài lộc, đừng ghen tị với thành công của người khác, tự mình kiếm tiền thì nên tập trung cao độ. Sức khỏe bình thường, vận động cơ xương đầy đủ. Tuổi Thân. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thân vận thế không tệ, chú ý cách đối nhân xử thế tốt hơn. Tình duyên, đừng nghĩ đến chuyện một chân đạp hai thuyền, chỉ chịu trách nhiệm với một người, nếu không sẽ có khả năng thân bại danh liệt. Công việc,
Nhờ đồng nghiệp giúp đỡ thì hãy tỏ ra tử tế, vui vẻ. Đừng nghĩ rằng ai cũng cần giúp đỡ vô điều kiện. Nếu bạn có thái độ không tốt, bạn sẽ bị cô lập trong công ty. Tài lộc. Xung quanh có rất nhiều người giỏi kiếm tiền rất giỏi. Bạn có thể học hỏi thêm từ họ và bạn sẽ sớm kiếm được thêm. Sức khỏe khá mệt mỏi, cảm giác suy kiệt, cẩn thận chứng đau nửa đầu. Tuổi Dậu. Tử vi buổi hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dậu vận thế bình thường, phải biết tin tưởng người khác nhiều hơn. Tình duyên. Đừng lúc nào cũng ghen tuông, hãy tin tưởng đối phương nhiều hơn. Nếu không, giữa hai người sẽ luôn xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt như thế này. Công việc. Bạn sẽ có trạng thái công việc tương đối chung chung trong sự nghiệp. Đừng lúc nào cũng nửa vời mà tập trung vào công việc. Nếu cứ sa sút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả và chất lượng công việc. Tài lộc. Vận tài chính hôm nay thể hiện ở các khoản chi tiêu. Tiêu tiền liều lĩnh hơn vì sĩ diện mà sắm sửa cho mình những món đồ xa xỉ khiến áp lực kinh tế lớn. Sức khỏe bình thường, cẩn thận va chạm khi tham gia giao thông. Tuổi Tuất. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất vận thế tạm ổn, sự nghiệp có điểm sáng, không cần lo lắng nhiều. Tình duyên, bạn có thể nhận được món quà bất ngờ từ người yêu, hôm nay cũng là ngày mà đối phương rất vui vẻ, nên trân trọng nhé. Công việc, bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, làm việc tự giác, có ý thức, không cần người giám sát, rất tâm huyết với công việc xây dựng sự nghiệp, tiến về phía trước một cách vững vàng. Tài lộc, vận tài chính hôm nay tương đối kém, thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro nên thận trọng. Đối với những người mới bắt đầu, tốt nhất là không nên dồn hết tiền vào thị trường chứng khoán, nếu không bạn có thể bị phá sản. Sức khỏe ổn định, không nên uống rượu trước khi ngủ. Tuổi Hợi. Tử vi vui hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi vận thế sáng sủa, làm gì cũng được như ý, thuận lợi. Tình duyên. Không yêu thì dứt khoát rời xa, đừng sa chân vào mối tình oan trái, để rồi cuối cùng trì hoãn tuổi trẻ của mình một cách vô ích. Công việc. Vận trình sự nghiệp hanh thông, làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên nếu khởi nghiệp dễ gặt hái thành quả tốt. Tài lộc. Vận tài chính hôm nay hanh thông, có nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt, phải biết lựa chọn, biết kết hợp với lợi thế tài nguyên của mình để vận hành thì mới thành công hơn. Sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, cơ thể tràn trề sức sống. Tử vi vui của 12 con giáp hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2022 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.